Phụ nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 có nghị lực mạnh mẽ và bản lĩnh vững vàng. Năm 2022 bản mệnh chịu ảnh hưởng bởi sao Thổ Tú và hạn Diêm Vương. Vậy thì sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe của gia chủ sẽ có những thay đổi ra sao? Mời quý bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ở dưới video ngay sau đây. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022 nữ mạng sinh năm 1964, tuổi âm lịch 59 tuổi, sao chiếu mệnh Thổ Tú, bán cát, bán hung, mệnh phú đăng hỏa, hỏa khắc kim không tốt, địa chi tuổi tuổi Thìn với tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Giáp gặp năm nhâm tương sinh rất tốt. Phụ nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 có nghị lực mạnh mẽ và bản lĩnh vững vàng. Năm 2022, bản mệnh chịu ảnh hưởng bởi sao Thổ Tú và hạn Diêm Vương. Vậy sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe của gia chủ có những thay đổi ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022 nữ mạng. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 13 tháng 2 năm 1964 đến 1 tháng 2 năm 1965 dương lịch sẽ thuộc tuổi Giáp Thìn. Ngũ hành nạp âm bản mệnh của người tuổi này là phú đăng hỏa, tức có nghĩa là lửa đèn lớn. Tâm hồn nhiệt tình, tràn đầy năng lượng tích cực chính là đặc trưng của bản mệnh. Nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 ứng với cung càn thuộc Tây tứ mệnh trong bát trạch phong thủy. Nếu tính cả tuổi mộ quý bà, đã bước sang tuổi 59 trong năm 2022. Theo âm lịch, nhâm dần, kết nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc, chính là đại diện cho năm 2022. Vận trình số mệnh của người nữ Giáp Thìn sẽ liên quan tới mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành nạp âm của tuổi với năm nhâm dần. Xét về thiên can, Giáp và nhâm lần lượt thuộc về các ngũ hành là mộc và thủy, theo quy tắc ngũ hành tương sinh. Thủy tương sinh với mộc nên Giáp hòa hợp với nhâm, may mắn. Trái lại, ngũ hành nạp âm của nhâm dần và Giáp Thìn là xung khắc với nhau vì hỏa khắc kim, không cát lành. Trong 12 con giáp tuổi Thìn có mối quan hệ bình hòa với tuổi Dần, sự tốt đẹp ở mức trung bình. Tổng kết lại, vận số của phụ nữ Giáp Thìn trong năm nhâm dần 2022 sẽ nửa hung nửa cát, cơ hội đi kèm với thử thách, thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào nghị lực của bản mệnh. Càng nỗ lực bao nhiêu thì thành quả được hưởng càng vinh quang bấy nhiêu. Trong năm nay, để hóa giải xung khắc với thái tuế, những gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón ngài. Như quý vị đã biết, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Trong năm 2022 nhâm dần do hạ ngạc đại tướng quân ngự trị cai quản, biết mà nghênh đón ngài sẽ được ban phúc, xá tội, hóa giải nghiệp lực và vận hạn của năm 2022 nhâm dần. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Giáp Thìn trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết về vận số của phụ nữ Giáp Thìn trong năm nhâm dần trên các phương diện sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của người nữ Giáp Thìn ở mức tương đối ổn định trong năm nhâm dần. Tuy rằng không có những thành tựu rực rỡ, nhưng cũng không phải gặp những biến cố nào lớn. Những khó khăn trong công việc đều nhanh chóng được giải quyết nhờ vào tài năng và bản lĩnh của mệnh chủ. Trong mắt đồng nghiệp, phụ nữ Giáp Thìn là người hướng ngoại, luôn chủ động và quyết đoán. Chính vì thế, người tuổi này có thể đạt được chức vị cao khi vẫn còn khá trẻ tuổi. Năm 2022, quý bà tuổi Giáp Thìn đã đi vào độ chín của sự nghiệp. Đây là lúc hưởng thành quả của những năm tuổi trẻ cố gắng phấn đấu. Tình duyên, hạnh phúc hôn nhân của người nữ Giáp Thìn nhìn chung khá yên ấm hòa thuận. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải kiềm chế sự nóng nảy của bản thân để tránh những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Bên cạnh đó, hãy dành nhiều thời gian để tâm sự với con cái nhiều hơn để hâm nóng tình cảm gia đình. Khi trở thành bà chủ gia đình, phụ nữ Giáp Thìn luôn cố gắng vun vén để giữ lửa yêu thương trong mái nhỏ của mình. Dù hiếm khi dành cho chồng con những lời lẽ ngọt ngào, nhưng người này vẫn thể hiện tình cảm bằng những hành động chân thành. Vậy nên con cái luôn dành sự kính trọng đối với bản mệnh. Tài lộc, tình hình tài chính của người nữ Giáp Thìn có dấu hiệu chững lại trong năm nhâm dần. Sự nghiệp không có nhiều chuyển biến lớn nên mức lương thưởng vẫn giữ nguyên. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là thời điểm thuận lợi để mệnh chủ đầu tư mạo hiểm hay góp vốn làm ăn để đa dạng hóa nguồn thu nhập. Những cơ hội làm ăn càng béo bở thì lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một kế hoạch quản lý tiền bạc chặt chẽ là điều cực kỳ cần thiết đối với phụ nữ Giáp Thìn trong năm nhâm dần. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên tùy tiện cho người khác vay mượn tiền. Để tránh việc thất thoát tiền bạc, quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh để tịnh thân chiêu tài, hóa giải nghiệp lực và vận hạn, đồng thời tăng cường phúc đức, khai mở cung tài lộc, giúp cho quan vận hanh thông thuận lợi. Sức khỏe.
Tình trạng sức khỏe của người nữ Giáp Thìn ở mức trung bình trong năm Nhâm Dần 2022. Nếu trước đây những người tuổi này từng bị bệnh thì nên chủ động đi khám thường xuyên để tránh bệnh cũ tái phát. Việc ăn uống hàng ngày phải điều độ và đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Để có một tâm hồn an nhiên thanh tịnh, người nữ Giáp Thìn cần phải bớt lo nghĩ quá nhiều cho công việc. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn để giải tỏa bớt áp lực trong cuộc sống. Xem sao hạn của tuổi Giáp Thìn nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh và hạn tuổi của người nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể gây ra những điều phiền toái gì? Mời các bạn cùng tham khảo những thông tin mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Sao chiếu mệnh, bước sang năm Nhâm Dần 2022, thổ tú sẽ trở thành sao chiếu mệnh của nữ mạng Giáp Thìn. Trong hệ thống cửu diệu niên hạn, đây chính là hung tinh, chủ yếu liên quan đến những vận xui trong sự nghiệp. Những khó khăn vào thời điểm này chính là bài học quý giá để ý chí kiên cường dành cho bản mệnh được thôi thúc. Do chịu ảnh hưởng của sao thổ tú, công việc làm ăn của nữ Giáp Thìn dễ gặp phải trở ngại, nhưng chỉ cần biết cách hóa giải thì mọi chuyện đều được giải quyết vẹn toàn. Lúc ban đầu sự nghiệp sẽ có những chuyển biến không đúng theo dự định. Nếu bản mệnh giữ được nhiệt huyết thì càng về sau công việc càng thuận buồm xuôi gió và dễ đạt được kết quả tốt đẹp. Hạn tuổi, trong năm Nhâm Dần 2022, hạn Diêm Vương sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của người phụ nữ Giáp Thìn. Hạn tuổi này tác động đến nữ mạng nhiều hơn là nam mạng. Khi gặp phải hạn Diêm Vương bản mệnh, dễ vướng phải chuyện thị phi, tai tiếng. Quý bạn không cần phải lo lắng quá nhiều vì những rắc rối này hiếm khi gây ra xáo trộn lớn trong cuộc sống. Ngoài ra, hạn Diêm Vương có thể đem đến may mắn cho những người khỏe mạnh, bản mệnh, được hưởng cuộc sống bình an, yên vui bên con cháu. Nếu những người có bệnh trong người từ trước thì nên cẩn thận chăm lo sức khỏe cho mình nhiều hơn. Hóa giải sao hạn. Chỉ cần tâm lý vững vàng thì con người ta có thể vượt qua mọi hung họa của sao chiếu mệnh và hạn tuổi gây ra. Chính vì thế, phụ nữ Giáp Thìn cũng không cần phải quá lo lắng mà hãy kiên cường thì mọi chuyện đều tai qua nạn khỏi. Đối với những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội do hạn Diêm Vương gây ra, có thể đề phòng bằng cách thể hiện thái độ hòa nhã, ôn nhu với mọi người. Những trở ngại trong công việc liên quan đến sao thổ tú cũng có thể tránh được nếu như mà người phụ nữ Giáp Thìn đề cao cảnh giác trong các giao dịch làm ăn. Ngoài ra, nên làm việc thiện tu tâm tích đức để giảm trừ vận hạn, ở hiền thì gặp lành. Người có tâm hồn thánh thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khó khăn sẽ dễ dàng tránh được mọi điều xui xẻo. Ngoài ra, người nữ tuổi Giáp Thìn cũng có thể thành tâm làm lễ cúng sao thổ tú để xua đuổi điềm dữ và thu hút vận may trong năm 2022. Đồng thời, hãy luôn mang theo bên mình vòng tay phong thủy thân tí thìn. Đây chính là pháp khí được chế tác theo bộ tam hợp của người tuổi Giáp Thìn. Mang theo vòng tay bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời tăng cường sức khỏe và nhân duyên vợ chồng. Luận tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, cuộc đời của phụ nữ Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm Nhâm Dần sẽ có nhiều sự kiện đáng nhớ. Vận số của quý bạn sẽ diễn biến theo từng tháng cụ thể như sau. Tháng 1, can của tháng phù sinh cho can tuổi là điềm báo hưng thịnh, cuộc sống an khang cát lành. Tháng 2, vạn sự như ý, bản mệnh nên tiến hành việc quan trọng trong thời điểm này thì dễ có kết quả mỹ mãn. Tháng 3, công việc làm ăn ổn định, ít gặp phải xáo trộn, tâm trạng nhàn nhã, ung dung. Tháng 4, bản mệnh được hưởng cuộc sống bình an, yên vui bên gia đình. Tháng 5, đề phòng chuyện khẩu thiệt thị phi nên tránh gây hiềm khích với người khác. Tháng 6, sự nghiệp gặp phải một số trở ngại, nếu cố gắng nỗ lực hết mình thì mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Tháng 7, tài lộc vượng phát, tiền bạc dư giả, công việc hanh thông trở lại. Tháng 8, cuộc sống hưng vượng, bản mệnh đón nhận nhiều tin vui đáng mừng. Tháng 9, xuất hành đi xa không thuận lợi nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 10, nên dành thời gian quan tâm chăm sóc những người thân nhiều hơn. Tháng 11, công việc làm ăn phát tài phát lộc dễ đạt được thành tựu lớn. Tháng 12, vận khí hưng vượng, sức khỏe dồi dào, những dự định của bản thân trở thành hiện thực như là ý nguyện. Năm Nhâm Dần 2022 của phụ nữ Giáp Thìn vừa có may mắn nhưng cũng không thiếu các thử thách. Ý chí kiên cường sẽ giúp cho bản mệnh vượt lên nghịch cảnh để đạt được thành công trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc. Mong rằng nội dung mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho mọi người có được những dự định riêng cho mình trong năm tới.
Thưa quý vị, trên đây chính là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết, và qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước hơn trong năm 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên là nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.